Xin chào, tôi tên là Đoàn Hiển, hiện tôi đang làm việc cho Ủy ban bầu cử Victoria. Vào tháng 10 năm 2020, chúng ta đã tổ chức các cuộc bầu cử hội đồng thành phố địa phương. Nếu Ủy ban bầu cử Victoria không nhận được thông tin quý vị đã bỏ phiếu, thì quý vị có thể nhận được lá thư thông báo không bỏ phiếu. Quý vị hãy nhớ rằng đây không phải là giấy phạt. Trong phong bì, quý vị sẽ có mẫu đơn, hướng dẫn đa ngôn ngữ, và phong bì không cần dán tem, đã để sẵn địa chỉ. Trong mẫu đơn sẽ có câu hỏi, quý vị có bỏ phiếu hay không? Nếu quý vị đã bỏ phiếu, xin vui lòng cung cấp thông tin đã gửi phiếu của quý vị qua đường bưu điện vào thời điểm nào. Nếu quý vị không bỏ phiếu, quý vị phải giải thích lý do tại sao quý vị không bỏ phiếu. Quý vị có 28 ngày kể từ ngày ghi trên thông báo không bỏ phiếu để cho Ủy ban bầu cử Victoria biết là quý vị đã bỏ phiếu hay không bỏ phiếu. Bỏ mẫu đơn này lại vào phong bì không cần dán tem đã để sẵn địa chỉ và gửi lại cho Ủy ban bầu cử Victoria càng sớm càng tốt. Xin quý vị vui lòng hồi đáp. Nếu không hồi đáp, quý vị có thể bị phạt. Nếu quý vị cần giúp đỡ để điền mẫu đơn, xin quý vị hãy gọi cho Ủy ban bầu cử Victoria qua số 9209 0111.